Đây đây, hôm nay thì các chị em có thể nhìn thấy là cái đôi môi của Ngân rất là khô và bị bong tróc lên rất là nhiều luôn, đúng không nào? Mà Ngân tin chắc là cũng có rất là nhiều chị em đang gặp phải trường hợp này, đó là thời tiết se lạnh và cũng như là ít uống nước nè. Và mấy hôm nay thì Ngân không có chăm sóc cái môi của mình nhiều cho lắm, để Ngân có thể là quay cận cảnh nhất và chia sẻ tới chị em sự thay đổi biến hóa của Ngân với một cái sản phẩm, đó chính là son sắc của nhà Laco, giúp cho cái môi của mình trở nên căng mọng hơn, tự tin hơn rất là nhiều. Nếu như môi của mình bị xịt màu không thì cảm giác là mình không có tí sức sống nào và mình cảm giác rất là mất tự tin luôn, đúng không nè? Vậy bây giờ hãy nhớ là xem đến cuối video này để xem sự thay đổi của Ngân với cái đôi môi này như thế nào nhé. Lớp trên môi và nếu như thoa hàng ngày thì mình chỉ cần thoa một lớp mỏng thì lúc nào môi mình cũng đã rất là đẹp. Còn nếu như mới lần đầu tiên sử dụng thì và cái môi của mình hơi khô thì mình nên bôi một lớp dày một chút và nó như là một cái mặt nạ môi và tẩy để vết chết trên môi vậy đó. Và bây giờ Ngân sẽ ngồi im chờ một lúc để cho cái môi của mình bong tróc hết lên để có một cái lớp da môi căng mỏng hơn nhé. Bây giờ thì thấy là cái lớp son dược đã ngấm vào cái môi của Ngân rồi, thì Ngân chỉ cần lấy một cái bông tẩy trang lau nhẹ đi những cái lớp tẩy tế chết trên môi nãy giờ, bởi vì nãy giờ mình đã ủ rất là lâu rồi ha. Và chỉ cần cậy nhẹ nhàng một phát thì những cái lớp da chết nó đã bong tróc lên rồi. Ngân sẽ lấy cái bông tẩy trang cho các bạn nhìn kẻ ơn nhé. Các da chết của Ngân bây giờ nó đã bong lên cực kỳ nhanh và lớp da bong cực kỳ dễ dàng. Và sau đó mình sẽ sử dụng lại một lớp son cuối cùng để giúp cho đôi môi mình trở nên căng mọng và mịn mướt hơn. Còn nếu như bạn nào sử dụng son thì mình nên đánh một lớp son dược phía trước, sau đó mình sử dụng son lên thì lúc nào cái môi của mình cũng rất là căng mọng và màu son lên cũng rất là chuẩn nhé. Và trong một cái thời gian ngắn như vậy thì cái đôi môi của mình đã có sự thay đổi rõ rệt rồi. Vậy thì tại sao mình không nên bỏ túi em son sáng của nhà Laco này trong túi mỗi ngày để giúp cho cái môi của mình lúc nào cũng trở nên căng mọng hơn và giảm được cái tình trạng thâm môi cũng như là bong tróc cái môi của mình này nhé. Giá vé này chỉ có là 135.000 mà thôi, nhưng nó có thể trị được cả thâm nách, thâm tây và ngay cả những cái vết thâm trên đầu gối của mình nó cực kỳ tiêu nhé. Và lưu ý nhớ là nên thường xuyên tẩy tiêu chết cho môi hay là body hay là mặt thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều nhé. Nhanh tay bót ngay cho Ngân, bởi vì một phụ này sử dụng tới 4-5 tháng lần đó.